Thế đây gà gà gì ạ? Gà gì? Gà phi ấy. Bao tiền con? Cái con bé tí này, con này gà tre đấy nhỉ? Đá. Trẻ than nào? Đâu? Gà con là gà gì con? Chả có đất xem tí thôi. Nó cứ đứng lại trước ngày à? Gà quý phi. Gà quý phi đấy, gà bé đấy. Nó giống ở đâu ấy chị? Giống, lai giống ở bên Anh rồi. Ý là người Việt Nam mình đi xuất khẩu lao động ở bên đấy, người ta đưa giống. Không mang giống à? Người ta nhân giống ra. À thế ạ. Chả có chỗ nữa. Chim.